đang ngồi trên sofa đã có một cái bàn, và khi mà mang đồ uống thì bà là do you wanna be my girlfriend. Bạn nói tiếng Việt được đúng không? Vâng. Đó, nhìn thấy cô dâu lúng la lúng liếng mắc cỡ e thẹn đồ, thấy dễ thương quá à. Nó nghe là mới cưới hả? Không. Dạ không, bọn em cưới được hơn 2 năm rồi. Vậy hả? Wow. Trời ơi, nhưng mà nhìn lúc nào cũng thấy là như là vợ chồng son sắc. Đúng, nghe. Đúng tiêu chí chương trình đó. Vợ chồng son. À, rất là son. Rồi, rất là vui khi được chào đón em đến với chương trình Vợ chồng son. Anh mời em giới thiệu về mình. Em tên là Valentin Constantinescu. Em là người Romania và em sinh năm 85. À. Tuổi chồng. Đúng là tuổi của năm nay luôn. Tuổi năm nay, năm nay vâng. Tuổi của em á. Tân Sửu. Bình thường người Việt gọi em là Valen bởi Valentin là hơi dài. Còn các bạn ở ngoài gọi là Vali, nhưng mà Vali người Việt sẽ đọc là Vali. Thế thì cho người Việt thì bình thường em tự giới thiệu bản thân là Valen. Công việc của Valen là gì? Em là, nếu mà nội trợ thì về chồng thì nó như nào? em là chồng ở nhà. Là nội trợ đó. Là chồng trợ. Valen là nội trợ. Là chồng nội. Bởi vì vợ em là người kinh doanh và em tất nhiên là giúp vợ em với kinh doanh. Rồi mà em? Dạ em tên là Phạm Thiên Ngân, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Hà Nội. Và... sao đến từ Hà Nội mà nói tiếng Nam hay vậy? Dạ thì đổi qua nói tiếng Bắc cũng được ạ. Nói tiếng gì cũng được. Hay quá. Em đang làm kinh doanh gì vậy? Hiện tại thì bọn em mở quán cơm, mở bán cơm văn phòng và cơm tấm. Khách sạn chó mèo nữa. Chị hỏi nè, hồi lúc tụi em gặp nhau á là tụi em dùng ngôn ngữ là tiếng Anh hay là tiếng Romania? Cả hai. À, em không biết tiếng Romani. Bởi vì chị mới nói là Romani là ít ai biết lắm. Dạ đúng rồi. Em nói một vài câu bằng tiếng Romani để mà cho anh nghe đi. Depinde ce vrei să vorbesc acum. Poți să zic, poți să vorbesc să absolut orice. Ok, vậy thôi đó. Rồi, vợ em cũng biết một chút tiếng Romani, một số từ. Rồi, bây giờ kể anh nghe đi. Cái lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là qua Facebook. Thì hồi đó là ảnh các bạn làm quen với em á. Mà tính em thì hơi bị chảnh. Nên là thường là có người lạ thì các bạn thì em không có đồng ý. Thì nhưng mà em thấy các bạn chung trên Facebook á, thì em mới hỏi là không biết là có gặp nhau ở đâu chưa. Kiểu là ví dụ như là đi chơi hay là có bạn chung gì đó. Thì em mới nhắn tin em hỏi là ê anh ơi mình có quen nhau không? Cái thì ảnh về sau thì ảnh mới trả lời là không, không có quen nhau. Nhưng mà bây giờ thì làm quen đi. Đó, vậy là bọn em bắt đầu em nói chuyện với nhau. Nhưng mà nhắn bằng tiếng Việt hay bằng tiếng Anh? Dạ em nhắn bằng tiếng Anh tại vì em thấy ảnh là người nước ngoài nên em không có nói tiếng Việt. Nhưng mà Valen ở đây lâu chưa? Vâng, em sang đây vào năm 2004. Gần 10 năm hả? Hơn 16 năm rưỡi. Mấy? 16 năm rưỡi. Đúng rồi. 2004. Wow. Là em coi như là em đi về đó phải không? À, không mà em sang đây học ngoại giao, em sang đây học bổng. Và sau khi em học xong thì em cứ ở lại thôi. Nhưng mà anh hỏi này, anh thắc mắc là anh đang muốn biết là tại sao em lại kết Facebook bạn này. À bởi vì đã có một số bạn chung với cả lúc đó thì cái profile với cái ảnh trông rất là xinh và đẹp và hay. Cái cách chụp ảnh là một cách tự nhiên. Chứ hỏi bây giờ đa số con gái thì cứ chụp ảnh như kiểu là hoặc là mình đang ở với xe ô tô nào đó hoặc là với cái gì. Rất là em thấy chán, không hay lắm. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Năm ngày. So với cái tấm hình ở trong avatar và những hình ảnh của cổ trong Facebook thì nó có khác nhau không? Có khác nhau tất nhiên rồi bởi vì ảnh không phải là sự thật. Và những cái gì khác nhau thì là tốt hơn. Em lần đầu tiên em gặp ảnh thì ấn tượng của em không có được tốt lắm. Tại sao? Nói sao ta là ảnh ăn mặc hơi bị không có đúng gu em. Mặc một cái áo len dài tay ở bên trong. Xong rồi ảnh mặc một áo thun ra ngoài mà màu sắc thì nó không có phối được với nhau. Nó không có, nói chung là nhìn nó rất là kỳ cục. Xong rồi mặc một cái quần rộng thùng thình. Xong rồi đi một đôi giày mà kiểu giày mà hơi bị rách một xíu á. Nhưng mà nói chung là giày này. Có thể là giày này với quần rộng mà cũng không phù hợp. Nói chung là không có mốt, không có quan tâm về quần áo, về ngoại hình, không có để ý đấy, ngoại hình không có bản bao chỉnh chu. Mà em gặp là ở Hà Nội hả? Dạ đúng rồi. Sau đó thì em nói chuyện với ảnh thì nói chung là cũng đi chơi bình thường thôi. Thì ban đầu em cũng chỉ xác định là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà chắc chắn là Valen là người tỏ tình với em trước. Dạ đúng rồi. Bởi vì là thì sau khi Ngân đã trả lời tin nhắn của em bằng tiếng Anh và khi nói chuyện thì cũng đã nhận ra là em biết tiếng Việt. Và lúc đó thì Ngân cũng bảo là thế à, bởi vì em thấy người nước ngoài nói tiếng Việt rất là dễ thương thì video chat đi, thì đã video chat. Nhưng thực ra Ngân thích những người nước ngoài bập bẹ bằng tiếng Việt, không phải là nói lưu loát.
Thì bấm bẻ thôi thì thấy việc này là một việc dễ thương mà cứ cố gắng để học tiếng Việt mà cứ là tôi là người nước ngoài và tôi nói tiếng Việt kiểu đấy. Nhưng mà khi mà gặp em trên video chat thì đã nói 45 phút thì đã video chat và nói bằng tiếng Việt tiếng Anh thì rất là lưu loát và như thế thì em bảo là không dễ thương nữa. Nhưng mà dần dần như thế từ ngày đó thì bọn em đã nhắn tin và video chat ngày nào cũng thế đến thứ sáu khi mà cả hai bọn em đã có thời gian để gặp nhau. Thế thì có nghĩa là đến 5 ngày đó là như đã biết nhau và đã biết về nhau thì rất là nhiều rồi. Thế thì lúc đó em đã cũng rất là thích nhau rồi và khi mà đã gặp trực tiếp thì em cũng đã thấy là em muốn là bạn gái của em. Thế là tôi tính luôn rồi nhưng mà Ngân bảo là phù nhận thế thì không anh ơi chỉ là bạn thôi. Nhưng mà em cũng đã có thể cảm giác là Ngân đã thích em lúc đó rồi, Ngân bảo từ chối bảo là không. Nhưng mà em biết là chắc là trong đầu thì đã thích rồi. Phải làm giá chứ. Không. Lúc đấy là em ý của em là Ngân đã không biết và đã bắt đầu thích em rồi. Trong lòng thì có nhưng mà chưa. Tức là tình trong như đã mà ngoài còn e. Giờ phải hỏi Ngân nè. Hỏi Ngân nè, tại sao em lại coi như là không đồng ý? Lúc mà mới gặp là ngoài xấu quá. Xấu quá à. Một cái nữa là em bị hơi vấn đề tâm lý về cái việc là em không có thích người quá là lớn tuổi. Ảnh hơn em 11 tuổi lận, 31 tuổi là cũng đứng tuổi rồi. Cái tuổi đó người Việt Nam mình là có vợ, có con hết rồi á. Tại sao mà không biết mà tự dưng lại thích cái con nhóc mà mới có 20 tuổi đầu như mình. Thì em cảm thấy nó có cái gì đó hơi bị phi lý. Em cảm thấy không an toàn. Tỏ tình lần đầu không được, vậy thì tỏ tình bao lâu thì em mới chấp nhận? Lâu thì không đếm được nhưng mà thời gian là 1 tháng rưỡi. Coi như hầu như là tần suất có thể một ngày hoặc cách ngày em tỏ tình lần. Khi mà gặp nhau thì đi chơi với nhau, có thời gian vui vẻ với nhau và em tỏ tình. Đó thì đó. Cái lần tỏ tình đó ảnh có cái gì đặc biệt không? Cái lần tỏ tình mà em đồng ý. Ê, anh diễn lại đi cho nó dễ. Nó thì là đang ngồi trên sofa đã có một cái bàn và khi mà mang đồ uống thì bảo là do you wanna be my girlfriend? Tới vậy thôi. Nhưng mà tại vì em thấy nó dễ thương á, kiểu là ảnh cố gắng rất là nhiều rồi. Trong cái câu đó thì nó không có cái gì đặc biệt cả, nhưng mà mình có thể cảm nhận được là người ta thật sự là vô cùng là thật lòng trong từng cái câu chữ đó, nên là em mới nói là thôi thì ok, bây giờ đồng ý rồi, tương lai thì mình tương lai mình tính tiếp. Thì rồi sau đó là có tặng luôn nụ hôn không? Tất nhiên rồi. Là nụ hôn đầu tiên là ở đó luôn. Vâng được rồi. Thế thì là năm học chính thức rồi thì chính thức thì tôi lại bảo là đã đồng ý rồi, cái sau bao nhiêu lần đã tôi tin rồi thì bây giờ đồng ý rồi thì vuf nhảy luôn và là ok vuf. Khi mà yêu một người đàn ông nước ngoài với lại người Việt Nam á, khác nhau nhiều không? Thì em thấy là ảnh thì cũng như bao người đàn ông khác thôi, nhưng mà ảnh có những cái điểm rất là đặc biệt mà em rất thích, ví dụ như là ảnh cực kỳ yêu động vật nè. Hay là ảnh cực kỳ là chăm lo cho em và cực kỳ lo lắng. Nói chung là ảnh rất là biết lo và thương vợ. Nên là ví dụ như là thường là em không có phải làm cái gì hết á, mà việc gì ảnh cũng chăm anh làm. Là ví dụ như là nhiều hôm là rảnh lên là hôm nay anh nấu cơm cho em ăn nè. Vậy thì Valen có lãng mạn không? Cái lúc mà yêu nhau á, em quen ảnh tới giờ là lúc nào anh cũng lãng mạn hết rồi. Cái đợt mà bọn em yêu nhau kỷ niệm 1 năm đó, tự dưng ảnh nhắn tin cho em buổi sáng, ảnh gọi em xuống. Em mở cửa ra một phát thì thấy ảnh đã ngồi trong cái xe hơi. Bọn em thì không có xe hơi nên là ảnh đi thuê một cái xe hơi. Cái ảnh lúc đó là em thấy ảnh ngồi trong đó rồi, ảnh ló đầu ra ngoài cửa sổ vậy này. Ảnh nói là em lên em xin phép ba mẹ em đi chơi với anh. Đi chơi, nói là đi chơi mấy bữa rồi về nha. Đi chơi thì ảnh chở em qua Hà Long. Vô tới cái phòng khách sạn là em thấy là có nguyên một cái banner rất là to. Ở trên đó thì ảnh ghi một đống cảm ơn em vì 1 năm qua em đã ở bên cạnh anh. Thật sự là chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy các thứ. Nói chung là anh nói rất là nhiều. Nhận nghĩ của anh lên cái banner đó. Dạ đúng rồi. Và còn có bánh kem các thứ. Nói chung là rất là lãng mạn. Và cái lúc đó thì thật sự là em nhìn cái con người đứng trước mặt em thì em biết là đây chính là người đàn ông mà dành cho mình, vì người ta thật sự quá yêu mình và mình cũng quá yêu người ta, và không có cái gì, không có cái lý do gì nữa để mà mình không ở cạnh người ta nữa. Hay quá. Giờ tụi em yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới? Đăng ký kết hôn vào ngày 28 hay là 29 tháng 8. Và về đám cưới thì bọn em chưa có và đã định tổ chức vào năm nay. Nhưng do dịch như thế thì không thể, thì đã quyết định là sẽ hoãn đến khi COVID, tình hình COVID trên thế giới sẽ là ok, bởi vì cũng họ hàng với cả các bạn từ bên Romania sẽ phải sang đây. Em thì là chắc chắn là gặp ba mẹ vợ rồi. Vâng. Nhưng mà em thì tình hình dịch thì em có gặp được ba mẹ chồng chưa? Em có gặp mẹ chồng em thôi, chưa gặp ba chồng em ơi. Lại gặp ở đây. Dạ gặp ở đây. Vì mẹ chồng em qua đây. Cái cảm giác đầu tiên của em khi mà em gặp ba mẹ vợ thì sao? Đối với bố, đúng là lần đầu tiên là một chuyện hơi hay. Bởi vì lúc đó thì em đường ngăn về sau khi đi chơi khoảng 11 giờ tối thì đó, thì hơi muộn.
Quyền hình như thế, bởi vì là một con trai đưa con gái về sớm muộn về cả nước ngoài nữa thì bố cũng là những kiểu mặt như này thì lúc đó mà chào chú ạ không biết nói gì nữa rồi lại lần gác luôn bảo là oops. Thì lần đầu tiên em gặp bố, còn gặp mẹ thì một buổi trưa em nhắn tin và bảo là Ngân có rảnh không, bởi vì tự dưng bây giờ anh rảnh thì đi ăn trưa, thì Ngân bảo là ok đi đăng ở đây, thì đưa địa chỉ em đến vào lúc đó thì thấy Ngân ngồi với mẹ và là à ok chào cô ạ thì ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện. Vâng. Bây giờ là chắc bố mẹ có thương Valen không? Dạ, giờ thì có, ban đầu thì có lắm. Dạ. Nhưng mà giờ chắc với ông này chắc có lẽ là rất là cưng đúng không? Dạ, giờ thì cưng rồi. Các em ở chung với nhau là được 2 năm rồi đúng không? Dạ, bọn em quen nhau từ năm 2016. Thì sau 2 năm làm đám cưới thì bây giờ là ở chung thêm được hơn 2 năm nữa. Rồi, dạ. Bây giờ cho hỏi cái phần tật xấu của nhau. Với Valen có nhiều tật xấu không? Ảnh thì là một người đàn ông gần hoàn hảo. Ban đêm ảnh mà ngủ, mà lúc nào mà ảnh ngủ say. Và khi mà mệt, cơ thể ấy, mình đã mệt rồi thì ngủ rất là say. Thứ nhất là ngáy nè, nhưng mà ok ngáy thì em có thể bỏ qua được. Nhưng mà đang ngủ cạnh vợ về mà không biết mơ cái gì, không biết mơ quýnh nhau với ai á. Và trời ơi, tay trong đập khu loạn xạ lấy ra lên mà toàn đập vô mặt em không à. Đập vô mặt, đập vô người em không á. Đau, đau muốn xỉu luôn á. Mà không dám gọi dậy, tại vì là sợ gọi dậy thì mất giấc ngủ. Em lại phải nhẹ nhàng lật người ảnh qua bên cạnh để và cái gà ngủ dậy thì sẽ bảo là ok xin lỗi em ok rồi lại ngủ dậy cái dậy không điều khiển được nhiều khi là do áp lực ban ngày á, nhiều khi không mà em như thế từ bé từ nhỏ luôn vâng. Không biết trong đầu của anh di chuyển như vậy có nghĩa là tăng động vâng đúng trong lúc thức cả trong giấc ngủ luôn đúng rồi tăng động lắm anh ơi em có nhiều năng lượng và khi mà ngủ thì em ngủ nhưng mà đêm ngủ dậy thì chỉ cần vào lại Valen ngủ dậy ngay và đó. sau 5 giây thì làm ngủ tiếp em ngủ rất là dễ là dễ okay. Ngủ và dễ thức đúng rồi rồi còn gì nữa không một cái nữa là người ảnh nóng lắm nhiệt độ cơ thể lúc nào nó cũng cao và ảnh đối với em như kiểu là một cái lò á ở cạnh lúc nào cũng như một cái lò mà em thì là một người cực kỳ sợ nóng em là động vật như kiểu động vật ưa lạnh á em thích những cái nơi lạnh kiểu là khi mà ở bên nhau thì nó cũng hơi bị hạn chế tại vì không có ôm ấp nhau được nhiều ngủ cũng vậy là ngủ mỗi đứa một bên thì vì là cứ ôm em một phát xong rồi tới 1-2 phút sau thôi chỉ cần 1-2 phút sau thôi là em thấy nóng quá thôi anh ơi bỏ ra đi đừng ôm nữa bỏ ra rồi cái gì nữa hết rồi anh người đàn ông gần hoàn hảo quá rồi mỗi một ngày có hôn vợ nhiều không lúc nào cũng hôn ôm hôn suốt ngày đó anh rồi giờ tới Valen đó dạ. Thế vợ có tật xấu gì không chỉ có một cái là không chịu nóng và vì vậy thì rất là khó ôm là không cho chồng ôm đúng không khi mà đi ngủ em rất là thích để khi mà cả hai đứa có thể rất là mệt thì có khi mà ok ôm nhau và ngủ và khi mà ngủ thì sau đó ok thì mình sẽ tách ra trong khi ngủ nhưng mà trong lúc đi ngủ thì ngủ ôm nhau trong hoàn cảnh ôm nhau thì nhưng mà cái này rất là hiếm bởi vì bình thường thì sẽ cần nhiều thời gian hơn rồi bây giờ thì Valen muốn vợ mình thay đổi điều gì không có gì để muốn thay đổi không muốn thay đổi luôn sao vì bạn tránh giữ nguyên như vậy đúng không đúng rồi bởi vì em yêu Ngân bởi vì Ngân là như vậy thì nếu mà em đã muốn Ngân thay đổi thì chắc là em không phải đâu yêu em thì sao em cũng vậy em có đồng quan điểm đồng suy nghĩ chỉ có điều là vì ảnh nhiều năng lượng quá nên là nhiều khi là cũng ước là anh bớt đấy đang cố nhưng mà giảm là giảm thì đúng rồi rồi anh nghĩ rằng là khi mà hai em có baby thì chắc chắn anh sẽ chia cái lượng năng lượng của anh ra cái cho mẹ cái cho con thì sẽ bớt nghe. Dạ em cũng hy vọng chúc tụi em hạnh phúc nghe rất dạ. Cảm ơn tụi em đã tham gia chương trình này dạ. Cảm ơn anh Ngọc Ước im thấy nhỏ này ốm yếu và cùng im thấy bạn này lâu á úp mặt bạn khóc dạ bất cần kệ luôn xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng tiếp tục đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Dạ, chào anh chị. Sao có thấy hồi hộp gì không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Chắc lẽ quý vị cho nên dành một tràng pháo tay để ủng hộ cho cặp vợ chồng. Rồi, mời em giới thiệu với mình. Em tên là Chị Thiên, năm nay 29 tuổi, hiện là kỹ thuật viên là bố. Còn em? Em là Thùy Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang làm kế toán ạ. Dạ. Trang với Thiên là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên là em làm trước ở văn phòng, rồi vợ em là tới làm sau. Nên hai người quen nhau tại đó. Thì ấn tượng đầu tiên thì chỉ thấy sao? Anh ta đen rồi cứ im ngồi một cục trên máy tính vậy thôi ạ. Cái xong rồi cũng không có ấn tượng gì hết á. Không ấn tượng gì. Nhưng mà em thì ngược lại thì em nhìn cô này em có ấn tượng không? Thấy nhỏ này ốm yếu. Ốm yếu. Ốm yếu đúng không? Mỏng manh. Rồi cùng im. Ai là người tiếp cận ai đầu tiên? Dạ em.
Tại vì là ở văn phòng là chỉ có em với vợ làm thôi. Thấy bạn này lâu lâu á, cứ úp mặt với bạn khóc, rồi là tin nhắn cứ tới liên tục. Lúc đó thì em cũng tò mò thôi, đâu biết chuyện gì đâu. Rồi tới rồi chụp điện thoại rồi tin nhắn sáng lên thì đọc được, biết ra là chuyện đã chia tay người yêu, khóc, buồn. Nhưng mà bạn lấy cái điện thoại bạn coi thì cô này có phản ứng không? Thực ra lúc đấy là đang quá buồn bã rồi. Bình thường á, nếu như mà một người nào đó mà lấy cái điện thoại của mình đọc là xâm phạm quyền riêng tư của mình á, thì chắc là lúc đấy là nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà do lúc đấy buồn quá nên là dạ bất cần kệ luôn. Sau đó thì anh ấy lại kiểu biết chuyện rồi nên lại quan tâm hỏi han ở kia, giúp mình đỡ buồn. Cái là lúc đấy em cảm thấy được động viên nên em chia sẻ với ảnh luôn, em kể hết mọi chuyện ảnh luôn. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới chớm cái tình yêu? Khoảng tầm 5 tháng sau thì bọn em chính thức quen nhau. Rồi hai bạn trong thời gian yêu nhau đó thì có khó khăn gì không? Dạ có, quen nhau 2 năm rồi mà thấy anh ấy không có quan tâm đến em, cũng không có về ra mắt gia đình em. Xong rồi gia đình em kêu á là nếu như xác định mà yêu thì phải ra mắt rồi cưới hỏi đàng hoàng. Đã 26 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng mà lúc đấy chắc là do ảnh kinh tế ảnh chưa vững á, ảnh lại kêu là cho con một thời gian nữa để suy nghĩ. Cái lúc đó là em cảm thấy tủi thân lắm. Tại vì đã yêu nghĩa là mình phải xác định là cưới thì sẽ phải nói với gia đình mình là sau này đó mình sẽ cưới nhau. Nhưng mà phải cho con thời gian, ý là phải vậy. Nhưng mà đây không trả lời, lại kêu là cho con thời gian suy nghĩ. Lại như kiểu là đang đắn đo không biết là có cưới mình hay không. Cái xong rồi cộng với sự vô tâm của anh, em nói chia tay ảnh luôn. Bao lâu? 1 năm. Lý do sao quay lại? Lúc đấy là chắc tại vì đến cái tuổi đó rồi cũng khó tìm một người nào mà quan tâm mà theo cái ý mình á. Cái xong buồn bã quá rồi không biết làm sao hết, cái nhắn tin cho anh này kêu gặp em nói chuyện xíu đi. Hôm đấy ảnh cũng đồng ý gặp luôn. Tại vì cái thời gian mà 1 năm đó ảnh theo đuổi em rất nhiều luôn á. Nhắn tin rồi cứ chạy Sài Gòn Biên Hòa rít luôn. Có những hôm á đến nỗi là ảnh ngủ ở ngoài công viên ấy. Nhắn tin cho em kêu là anh đang ở ngoài này nè, em đang gặp anh đi. Nhưng mà lúc đấy là đang quyết tâm chia tay ạ. Tội nghiệp, nghĩ thương chồng quá. Giờ kể lại thấy tội nghiệp đúng không? Thấy thương quá. Với cả mình cũng không phải là hết tình cảm. Cái là quyết định là quay lại. Xong rồi kêu bạn là thôi bọn mình cưới nhau luôn đi. Thương quá rồi. Còn hai em lấy nhau bao lâu rồi? Lấy nhau được 8 tháng rồi ạ. Bây giờ trong 8 tháng về ở chung mái nhà rồi đó. Bây giờ tới cái giây phút mà kể sống nhau nè. Anh hỏi em nè đó, với một cái anh mà hy sinh và chờ đợi và theo đuổi mình như vậy thì về ở chung nhà ông này có lo tính xấu đâu? Dạ nhiều, tính xấu thì nhiều lắm. Thay đổi sắc mặt hết tiếng nổi không? Nước mắt đang lưng trọng, đang đỏ hoe vậy. Ồ, có tính xấu không? Dạ xấu lắm anh ơi. Biến cải thái độ liền. Rồi. Dạ, tại vì trước khi cưới anh cũng hứa là anh sẽ cố gắng quan tâm em nhiều hơn. Chứ không có như hồi xưa nữa. Thì lúc đấy thì tin tưởng dữ lắm. Anh này chắc là rút kinh nghiệm rồi, chia tay 1 năm cơ mà. Nghĩa là chắc phải rút kinh nghiệm dữ lắm mà. Ai dè về vẫn tiếp tục không quan tâm vợ. Cứ đi làm về rồi về nhà là ôm điện thoại, không có quan tâm để giúp đỡ vợ việc nhà gì hết trơn á. Vô cùng lười luôn. Ở nhà thì em đã đi chợ nấu ăn, em thấy việc gì cũng tới tay hết rồi. Giả sử như cái rác nó đầy quá rồi, nhìn thấy trước mắt cũng không có làm. Xong rồi em bực quá em phải quát lên: anh có thấy hay không vậy? Rác vậy sao mà không chịu đổ? Mọi việc em đã làm hết rồi. Cái xong đổ được 1 hôm. Xong 1 hôm? Dạ. Tiếp tục hôm sau không đổ ra. Coi như là vẫn vô tâm này, vẫn gọi là lười biếng như vậy. Dạ. Tại sao em lại chia sẻ công việc né, của bạn? Né, tại sao né? Tại sao né? Đợt thì em làm về muộn á, 7 đến 8 giờ mới về. Nên mỗi lần về thì vợ nấu ăn hết, còn nên nhiều lúc thì cũng lười vậy. Kêu á, việc nhà là việc của đàn bà, không có phải là việc của đàn ông. Hơi gia trưởng rồi đúng không? Nên là anh không muốn làm, phải khi nào mà vợ nhắc thì mới làm thôi ạ. Rồi, bây giờ tính xấu của cô ấy. Đúng rồi đó. Trà Thiên nói thử coi vợ em xấu tính cái gì. Tính của bà thì nói chung là cẩu, quát mà to lắm. Nói chuyện bình thường hoặc là nói gì đó thì phải quát cho to lên. Nói chung nhỏ nhẹ thì không được, nhưng đều phải nói bự. Ăn to nói lớn. Lớn ớm nhưng mà lỗi gì nữa? Lỗi gì nữa? Rồi là cứ mỗi lần tối mới đi ngủ đi, cứ bắt em một á phải ôm, hai á phải gác, ba là phải gài này. Chị ngu. Tức là em gác cho cổ. Dạ. Em gác cổ. Dạ. Là bắt em gác. Dạ. Bắt em ôm. Dạ. Ừ thì giờ em ôm em gác rồi thì em phải gãi cho người ta cái này duyệt, cái này duyệt duyệt. Còn gì xấu nữa? Hai quên đó. Ví dụ dành nhau đi, bà đang dành mình. Vâng, nhưng bà quên đó. Em tới mò tới bà kêu hỏi em làm gì vậy? Thì bà trả lời bình thường không có chuyện gì hết. Vâng, rồi xong rồi kêu em quên, đang dành anh rồi. Em quên luôn. Lặng lặng tí đó dễ thương. Đang giận tự nhiên. Mà nhiều chuyện quên lắm.
Ôi nhưng mà tới khi hết hồn mới sực nhớ là mình dạ không là cái tới, không? Tới lúc đó kìa. Ôi chết, em đang giận anh mà. Sao tự nhiên nó chơi anh chi vậy? Thôi bây giờ em mong muốn ở vợ em thay đổi điều gì? Thiên biết chăm lo cho mình tử tế hơn. Chăm lo cho mình tử tế là sao? Tại vì là nhiều lúc mà bà đau ổn đi, bà không chịu mua thuốc đâu. Bà không uống thuốc? Không uống thuốc, đời em mua mới uống. Còn con không uống. Tại vì chồng mua dạ. thuốc thì mới mau hết bệnh. Đúng chưa? Dạ. Con không hiểu, đợi anh thì... hiểu tâm lý. Không ạ. Rồi sao nữa? Còn gì chuyện gì thì hai vợ chồng nói nhỏ nhẹ thôi. Đừng có quạt to chứ, cho mệt. Rồi còn Trang? Em thì chỉ muốn anh Thiên là biết quan tâm vợ hơn, rồi cùng nhau chia sẻ việc nhà. Thực ra hai bạn này thì cái vấn đề nó cũng đâu có nan giải gì đâu. Tức là hiện giờ là một ông chồng rất là kiệm lời. Và gọi là em mà có gây lộn đi chăng nữa chắc em cũng gây lộn vào khoảng không thôi, đúng không? Mình em nói lớn rồi mình em ngưng à. Khi khi nào mà em mà quát quá thì chồng mới phản ứng lại đó. Chứ còn mà bình thường đành hay nhịn. Đó thì đó chị nhìn nhờ Thiên là chị có cảm giác là như vậy. Thôi bây giờ vậy nè, cái mong muốn của vợ em cũng đúng đó. Em chịu khó em quan tâm tới vợ nhiều hơn chút. Nhiều khi tại vì em kiệm lời, vì em không quan tâm nên nó mới thích nói lớn vậy đó. Nói để cho em phải quan tâm, đúng không? Dạ, mà nếu mà thương vợ thì phải để cho ở vợ nhà nói vui lại. Cửa vui nhà thì đó. Em phải là người chủ động nói đó. Cho nên nếu mà thương vợ thì phải để cho vợ bớt nói lại để cho mập mạp nha. Cho nên nãy có một cái chi tiết em thấy khi vợ em nhớ lại cái quá khứ mà vợ em khóc luôn đó, là em hiểu là vợ em thương em như thế nào. Cho nên rằng là khi tụi em có được lại nhau thì cố gắng giữ. Dạ. Cố gắng và phải mãnh liệt hơn nữa để mau chóng có thành viên mới ra đời nha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em. Vâng, em chào anh Tuyên. Em nói lớn lên xíu cái nè. Dạ. Em chào chị Vân, em chào anh Tuyên. Em chào khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Hồng Trang, năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là sinh viên dược tại Mỹ. Wow. Ồ, em vẫn còn đang đi học ở bên Mỹ. Dạ. Ủa rồi, ủa? Em về đây khi nào? Dạ, em mới về 2 ngày. Về đúng qua chương trình này? Dạ. Ủa vậy đó hả? Dạ. Trời ơi. Bạn chồng thì sao? Đừng nói là bên đó luôn nha. Bạn chồng giới thiệu luôn rồi, cảm ơn lượt luôn nè. Dạ, xin chào quý học tiên, chào chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Đăng Thịnh. Năm nay em 31 tuổi. Thì hiện tại em đang là luật sư bên Mỹ. Wow. Dạ. Luật sư. Vậy đó hả? Luật sư trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả? Trời ơi, tụi em ở bang nào? Dạ tụi em đang ở bang Texas chị. À Texas. Dạ. Trời ơi, tức là tụi em về được 2 ngày nay rồi. Dạ đúng. Chị mới về đêm qua. Dạ bây giờ chị dạ, nói em, chung em thì ở dưới mới lên. Cũng là đi Mỹ nhưng là Mỹ Tho á. Thật sự là bây giờ chị đang trái giờ á. Chị đi Anna, thành ra là về là nó là 11:45. Dạ. Lấy đồ lấy đạc lục đà lục đục coi như là tới 4 giờ sáng ngủ không được là không được. Hôm nay đi quay luôn á. Bởi vì bây giờ cười vậy thôi chứ trong lòng ngủ rồi đó. Dạ, lúc nãy quay có nói rồi, Tiên ơi tranh thủ chị buồn ngủ lắm rồi Tiên ơi. Rồi. Mà đã đi Mỹ sướng à. Em thèm được một lần hết cái không khí bên Mỹ mà chưa được có ấm giác. Luật sư viết thư mời luôn, luật sư. Viết thư mời nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên đi qua bên đó để làm luật. Ở Mỹ thì nó có cái hay với là cái vui riêng, nhưng mà ở Việt Nam nó cũng có cái hay với là cái vui riêng. Ở đâu cũng vậy. Rồi hai đứa. Rồi. Em hỏi đi. Em hỏi ha. Ừ. Này là dành cho em đó, bởi vì em rất là muốn tìm hiểu những bạn trẻ mà đang ở Mỹ như thế rồi, nào. Rồi, đợt này là về mình về được bao lâu? Là về mục đích để quay chương trình thôi hay là về thăm gia đình bà con dòng họ ở đây luôn em? Lần này thì em về được khoảng gần 3 tuần. À. Thì một trong những lý do mà em về là cũng quay chương trình. Và cái lý do thứ hai là em có mở một công ty ở bên Việt Nam. Mở thêm một công ty bên Việt Nam. Để ngày 24 tháng 7 này là ngày mình sẽ khai trương cái công ty này ở bên Việt Nam. Là công ty luật hả cưng? Dạ, công ty này thì là công ty có luật sư với lại CPA. Là mình sẽ dành cho những doanh nghiệp ở Việt Nam muốn có cơ hội phát triển ở bên Mỹ thì tụi em sẽ giúp họ. Thì giống như là công ty này của em thì có thể là giúp những công ty Việt Nam phát triển hơn ở bên Mỹ và cũng như là cho mọi người có cơ hội đầu tư cũng như là có thể sang ở bên Mỹ. Tuyệt vời. Vậy em không chịu nói lớn lên, nói nhỏ quá. Em cứ việc nói lớn lên. Dạ. Thực sự thì thay mặt những nhà đầu tư sắp tới có cơ hội được cộng tác với em, có cơ hội được đi qua bên Mỹ, gửi lời cảm ơn em và cũng như là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son gửi lời cảm ơn hai vợ chồng đã từ bên Mỹ lặn lội bay về đây để mà cùng tham gia chương trình, thật là rất là quý luôn. Đúng cảm rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Để chia sẻ gọi là cái tình yêu của tụi em như thế nào. Thôi bây giờ về đi, đâu hai đứa kể cho anh chị với lại quý vị khán giả nghe là tụi em gặp nhau trong trường hợp nào. Và cái cảm xúc khi mà hai đứa gặp nhau á, có thích liền không, có yêu liền không?
hay là ghét nhau hay là như thế nào? Cái này chắc để vợ em kể chắc hay hơn em. Nhường vợ không à? Dạ thì ảnh là em quen lớn ảnh đi bé. Lớn đi. Thì em quen ảnh là qua Facebook, ảnh nhắn tin. Lúc đầu thì ảnh rất là lịch sự, nhắn tin kiểu chỉ hỏi về việc học, hỏi cái trường em đang học, nói là ảnh là du học sinh, ở bên đây có một mình à, thì khó khăn rồi không có người thân, không có ai hết. Chỉ có một người anh đi học chung. Thì ảnh muốn biết thông tin về cái trường của em đang học. Thì lúc đầu là chỉ nhắn như vậy thôi. Rồi bẵng khoảng một tuần sau cái ảnh cũng vô hỏi thăm tiếp. Hỏi thăm tiếp thì em trả lời là tại vì em thấy lúc nào cũng xưng bạn hết, không phải như mấy cái kiểu mà vô chỉ muốn làm quen hay gì. Thì em mới trả lời lại là cho thông tin này nọ. Rồi lúc đầu nói chuyện là chỉ giống như là rủ nhau có gì đi học bài hay là gì đó. Lên chiến lược đi. Nhưng mà cái lúc mà em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á, thì em có cảm tình không? Em nhìn cái khuôn mặt đó em có cảm tình không? Không có luôn á hả? Ủa rồi em sao em có thông tin của bạn này để mà em chủ động em liên lạc? Thì là em add Facebook. Thật sự em add Facebook cũng lâu rồi nhưng mà em không có message. Mà cũng chia sẻ thêm là hồi đó thì em qua Mỹ là em qua Mỹ theo dạng du học sinh. Em qua Mỹ theo dạng du học sinh. Thì nói chung thì nó cũng có nhiều cái định kiến là du học sinh qua ở lại này nọ. Thì nếu mà với lại giống như vậy em chia sẻ là nếu như mà mình quan trọng á, cái lý do mà mình tại sao mà em nhắn tin vợ em là hỏi chuyện học. Tại vì trước giờ là em là một người rất là thích học. Bởi vậy khi mà em nhắn tin á thì mình cũng một cái cách mà mình nhắn tin cũng thể hiện được là cái đối tượng nó có phù hợp với mình hay không. Nhưng mà khoan, lại chị hỏi chi tiết này nè. Tức là em thích học là một chuyện, còn em chọn bạn này để em nhắn tin cái việc này lại là một chuyện khác. Cho nên chắc chắn là khi em nhìn hình đại diện của bạn này Facebook là em có cảm tình với bạn này thì em mới phải làm cái việc đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì em là người thích học mà, cho em đâu có mất thời gian vào những cái chuyện mà không phải là học hành. Nếu như em không để ý đối tượng này, đúng không? Đúng. Có nghĩa là hai người này á, là một người là có cảm tình với người này trước, nhưng người này á, thì không có cảm tình với người này, mà trả lời là vì lòng thương thôi, vì cái sự trắc ẩn thôi. Em hiểu không? Đó, em hỏi tiếp em đang thắc mắc là chắc là kết bạn trên Facebook là vô tình mới biết nhau thôi, đúng không? Không phải là vô tình. Thật sự là em cũng để ý rồi. Bạn này là để ý bạn này. Đó, để ý bạn này. Xong mới kiếm cớ, suy nghĩ, học nhiều á, suy nghĩ rất là giỏi. Tức là suy nghĩ là mình phải kiếm cớ một cái gì liên quan đến học. Lúc nãy là nó lên chiến lược liền đó. Để bạn này mà trả lời những cái gì liên quan đến học là bạn này sẽ đánh giá là xem bạn này á là có gọi là đúng cái gu của mình hay không, đúng là những cái người con gái mà mình tìm kiếm hay không, đúng không? Rồi cuối cùng thì sao nè? Bạn này cứ tán tỉnh em liên tục như vậy hả? Dạ không, nói chung là lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ lắm. Ủa là cái sao giao em? Cái giao diện hình ảnh đại diện nó hơi lạ tí. Nó sao em? Nó trắng mà nó ốm, mà nói chung là giống như là nhìn yếu đuối lắm chị, kiểu công tử mà không có men. Biết không được, nhờ cái đó em mới tiếp cận được á, thấy an toàn. Thì đó cũng là một trong những chiến lược của mình đó, đúng không? Bây giờ vẫn trắng mà ha. Trắng mà lại hồng nữa. Đưa cho những chiến lược của mình đó. Nhưng mà em bây giờ em có thể khẳng định là bạn này hoàn toàn là rất rất là men, đúng không? Dạ, hai đứa. Bây giờ mai mốt em nhớ nha Tiên, đừng bao giờ đánh giá con người ta qua nước da hết trơn. Hiểu không? Người ta đàn ông ta có quyền trắng, có quyền hồng chứ. Mất mới gì mà cứ hồng cứ trắng là nói người ta đúng yếu đuối, đúng không cưng? Mà bị lọt chồng liền. Tiếp tục đi rồi ảnh cua em bằng cách nào nữa? Xong rồi ảnh có hẹn. Lúc đầu là ảnh nói với em là chắc bữa nào, hôm nào mình hẹn ra cái quán nước hay gì đó làm bài, kiểu Starbucks hay gì đó mình làm bài. Thì lúc đó em nhận lời, nhưng mà nhận lời theo kiểu chỉ lịch sự thôi. Xong rồi sau đó ảnh nhắn tiếp thì ảnh có hẹn em là sau khi đi làm tan ca thì mình đi ăn cái gì đó hay đi xem phim. Xong rồi em cũng nhận lời, nhưng mà thật sự lưng là em quên mất tiêu em nhận lời. Em nhận rồi em cũng bỏ qua một bên vậy đó, đúng không? Nhận cho có. Em xin bị leo cây rồi anh. Em xin leo cây. Thì hôm đó là em đang giống như là đóng cửa tiệm. Thì lúc đó là khoảng 7 giờ rưỡi là đóng cửa. Ảnh hẹn là 8 giờ thì em định là đóng cửa em đi về rồi. Tại vì em thật sự không nhớ luôn. Cái tự nhiên có một cái anh nào đó ốm ốm mà trắng trắng rồi tóc thì nâu vàng gì đó. Xong rồi bước vào hỏi em chứ ở đây da mặt của anh có cần xài kem gì không em?
Trong đầu em là sao, là em ăn ở tiệm gì em đang cái tiệm đó lúc giống như em đi làm thêm đi học thêm. Xong là tiệm gì tiệm nè? Mỹ phẩm The Face Shop của ở bên Mỹ. Có nghĩa là bạn này đi vô tiệm mỹ phẩm để hỏi là da mặt của anh có cần bổ sung gì không. Hẹn xong rồi tìm tới nơi luôn. Đúng rồi, anh nói là tìm nó chính xác. Hẹn xong rồi tìm tới nơi đó, chủ động vậy luôn. Rồi sao em tại sao vậy, tại sao em chờ điểm hẹn mà em phải phóng đến luôn vậy? Không, thì là tính của em á, là em thường là em hẹn bạn gái á, là em hay đi tới sớm khoảng trước 10 phút 20 phút, thì là mình cũng coi là bạn nó thí dụ ở trên Facebook để là làm ở đâu này nọ, thì là ở vòng vòng Houston thì nó chỉ có vài tiệm vậy thôi. Thì mình cũng đoán là bạn nó làm ở đâu rồi. Thì mình hẹn ở đó, mà mình không nhất thiết là hẹn có địa điểm, thì mình muốn gọi là một trong những chiến lược của mình là mình phải tạo surprise đó, mình phải tạo bất ngờ. Đó chứ giờ mà mình không, nhưng mà em có ngạc nhiên không khi mà em bước vô đó bạn không nhận ra em luôn? Đúng rồi, thật sự là bạn không nhận ra em luôn, đúng không? Em có ngạc nhiên không, em sao em có tự ngạc nhiên với cái điều đó hay không? Phản ứng của mình là xong rồi lúc đó em mới nói là ủa em có hẹn với anh mà em có hẹn với anh mà em quên rồi hả? Xong rồi bạn đó mới lại sực nhớ ra là có hẹn với em. Tại vì lúc đó là bạn nó tính về đi về luôn, là không có hẹn gì luôn, đó là nếu như mà em tới đúng giờ hoặc là em tới trễ hơn 5 phút là coi như là em không có ai luôn. Nhưng mà em đã vô chồng hết là dễ gì thoát được anh, đúng không? Đúng rồi, anh đứng đầu tiên. Cũng phải rất là mình tới trước rồi, xong rồi mình cũng khá là gian nan phải điều tra. Sau cuộc hẹn đó thì tiếp tục là mình đi ăn luôn. Bây giờ mình phải hỏi bạn này nè, rồi khi mà cái bạn này vô em không có nhận ra luôn. Dạ. Rồi đến lúc mà bạn xưng danh xưng tánh là như vậy đó, thì em cái lúc đó em sao? Lúc đó giống như là em bị đứng hình. Đứng hình 30 giây. Xong. Cái người thật với cái mà ở trên Facebook mà em tưởng tượng thì có giống nhau không hay là ở ngoài men hơn? Ở ngoài đẹp trai men hơn. Ừ. Dạ. Thì lúc đó em lại không nhớ hẹn với ảnh nên em hẹn với bạn em đi ăn kem. Thì bạn em nhắn tới là bạn em tới chỗ rồi. Em có tới chưa? Thì lúc đó em vừa trả lời là em chuẩn bị đóng cửa, em chuẩn bị tới, thì anh này bước vào thì em hơi quạo, tại vì mình đã sắp xếp đóng cửa rồi, mình tưởng là khách. Cái em mới hỏi giống như tiếp là anh cần mua cái gì thế này thế kia, xong rồi ảnh nói hồi cái ảnh hỏi em chứ ủa em chứ em không nhận ra anh luôn hả? Lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Đó là con sông quê ha. Quá quê luôn. Dễ thương quá. Rồi xong sao nữa cưng? Thì xong rồi ảnh mới nói là ảnh là người đó như vậy, thì em thấy tội nghiệp nên là em mới hồi bạn em. Em nói là em bận rồi thì em mới đi với ảnh. Có cái vụ hồi á là biết là khi mà gặp mặt ở ngoài á là thấy sao xuyến rồi đó. Cũng chấp nhận chút xíu rồi đó. Sao xuyến rồi, tại vì là đẹp trai hơn nè, men hơn nè, là dám cancel với người bạn của mình á. Chứ còn thường nếu mà không á là sao vậy anh đi ăn kem với em luôn đi. Ha, tại em có hẹn nhỏ bạn thì thôi giờ anh đến đi luôn đi, đúng không em? Tâm lý phụ nữ là vậy đó. Em lúc đó em có biết cái tâm lý đó không? Không. Không hả? Trời ơi. Thật sự không biết luôn. Phải mà em biết cái là em sẽ tự tin dũng mãnh hơn rất nhiều luôn á. Vậy giờ nhỏ bạn đó có em biết bị leo cây vụ đó chưa? Dạ biết. Bây giờ biết. Phát cái số này lên mới biết. Đó, rồi sao không? Xong hai đứa đi đâu? Bữa đó là đi đâu? Hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi. Hôm nay em cứ chọn. Thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó, vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy, chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào anh cũng gạch số 1111 hết từ đầu cho tới cuối, đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Em mới nghĩ là ủa anh đói lắm mà sao anh kêu nhiều quá vậy. Anh mới nói là không, tại anh thấy em chắc đói mà anh không biết ăn ở đây ăn cái gì ngon nên anh kêu hết cho em ăn. Trời ơi, cái bữa đó có bill trả nhiêu em? Nói chung thì bạn gái vợ em thì chọn nói chung cái tiệm cũng không đắt lắm, cũng không có nhiều, thật sự không có nhiều. Nói đi thì giờ chị hỏi thì cứ nói đi nhiêu. Chắc trên dưới cũng 200 mấy. 200 mấy đồng á hả? Dạ, 200 mấy đồng. 200 mấy là tính là mình 5 triệu, 6 triệu rồi đó em. Ghé sushi anh đi cá của em. Ăn không được 1 triệu bạc. Thấy chưa nè, đó vàng cái đó. Bởi vậy ta nói ở đâu quê nhà vẫn hơn là vậy đó. Đến sushi anh đi cá. Ngày mai anh mời hai đứa qua quán anh ạ. Tối nay luôn, quay xong qua liền luôn. Anh mời luôn. May mà em lấy được vợ đó. Coi như là kỷ niệm cái ngày hai đứa lần đầu tiên ăn sushi. Anh mời qua quán sushi anh đi cá của anh ăn. Đúng rồi, nhân dịp vợ chồng son mới quay. Tối nay cho anh quay xong 8 giờ hẹn bên đó luôn. Thiệt nha. Trời hay luôn á. Hơn đó nha, chứ không cái số vốn bỏ ra là 6 triệu bạc đó mà không lấy được nhỏ này là coi như uổng dữ lắm luôn á. Lý do mà giờ em chọn cái tiệm mà nó cũng rẻ, thật sự là cũng rẻ.
là hồi đó mình mới qua, mình đâu biết nhiều tiếng Anh đâu, mình du học sinh mình qua mình không biết tiếng Anh, mà vợ em lúc đó là giỏi tiếng Anh. Thì thật sự mà nói lúc mà tụi em mà trao đổi á là em nói tiếng Việt, vợ em nói tiếng Anh. Thì lúc mà vợ em hỏi á là gia đình em, ba em làm nghề gì, thì hồi đó mình biết có vài chữ à, mình chỉ biết là worker, farmer. Mình biết có hai chữ à, rồi mình nghĩ không lẽ giờ ba mình làm farmer thì không, hình như là cũng không có đúng cho lắm. Thôi chắc ba mình làm worker đi, worker là chính là công nhân. Thì giống như là vợ em là tưởng em là sinh viên nghèo vừa khó. Khó khăn rồi xong mới chọn cái tiệm đó. Thì cũng vui, tại vì hồi đó mình tiếng Anh, thật sự tiếng Anh mình không biết nhiều. Một cái phụ nữ mà biết nghĩ cho một người bạn chơi gì hết vậy là quá tốt rồi. Dạ. Chứ có nhiều người khác thì ăn cho đã cái nư đi rồi tính tiếp cũng có. Dạ bé vậy hay. Không, nhưng mà mấy bạn mà đi học ở bên kia, nếu mà những bạn nào mà thực sự mà đi học á, mà dạ, có chí á, là thường mấy bạn rất biết suy nghĩ luôn á. Có dạ, nghĩa là luôn luôn sẽ làm sao để mà vừa được cái túi tiền. Mà mấy bạn nó hay lắm nha. Thực sự những cái quán rẻ nhưng mà không hề dở. Dạ. Chỉ có mấy bạn tìm được thôi, chứ còn những người lớn khác này không tìm được. Nó lạ lùng vậy đó. Đúng rồi chị. Sinh viên ở bển mấy bạn giỏi lắm. Dạ đúng rồi. Nói chung là lúc đó tại vì ảnh cũng chia sẻ khá là tội nghiệp. Ảnh cứ nói là ba ảnh là công nhân, mẹ anh thì nội trợ thôi. Nhưng mà ước mơ của anh đi học Mỹ, nên là ba lúc đó định là nếu không có tiền chắc là thuế chấp luôn nhà để cho con đi. Xong rồi đúng gu của em. Làm công nhân á em, cái tiền nhà cũng thế chấp cũng đủ để đi du học em đâu. Em có đó chiêu luôn đúng không? không, thật sự cái từ công nhân á là lúc đó em không biết tiếng Anh nhiều, sao em nói công nhân. Nhưng mà lúc đó thì gia đình cũng kinh doanh, nhưng mà thật sự mà để mà nói, tại vì cái thời mà em đi là lúc đó cũng phải mười mấy năm trước rồi. Mà để mà thật sự mà để mà em có thể đủ khả năng em đi đó, cái tình trạng như lúc đó đó, thì là nói chung là ba mẹ cũng tính là thế chấp nhà này nọ để cho em đi du học. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây chị đừng nói bé đó, như là mình phải suy luận ra, nếu mà thực sự làm công nhân á thì có thế chấp nhà thời điểm đó cũng không thể nào đủ để đi du học được. Cái vấn đề là như vậy. Dạ. Đó. Tại vì em cũng không rành Việt Nam nên là anh nói. Ủa, vậy là bé này là sanh ra bên Mỹ em hả? Em ở bên đó luôn hả? Em ở bên đó hồi lúc 8 tuổi, lúc nhỏ. Biết sao không? Hai chồng á mà đứa mà ra dược á, học xong dược nó ra dược ha. Tức là rồi bên đây luật sư. Ta nói tiền, ta nói nè cái sao này nó là sao, là tụi nó y chang vậy luôn á, như sao vậy đó. Thiệt luôn á. Ừ. Thôi nhưng mà chúc mừng hai đứa. Đó là xứng vợ xứng chồng ha, có tướng phu thê ha. Đó. Rồi, như vậy thôi bây giờ em hỏi tiếp đi, sau đó thì là bao nhiêu lâu chính thức quen nhau? Sau cái bữa sushi 200 đô, 200 mấy chục đô á. 200 mấy chục đô. Tức là chạy ra là gần 6 triệu Việt Nam đồng đó. Dạ. Là bao nhiêu lâu thì quen chính thức? Chắc cũng khoảng 4 tháng chị. Khoảng cũng phải 4 tháng. Cái thời mà em quen chính thức á là lúc mà em hỏi vợ em á là ước mơ của vợ em là thích đi đâu. Xong rồi vợ em hồi đó vợ em nói là vợ em thích đi New York, mà để mà đếm cái quả cầu mà nó countdown á chị. Thì em hứa vợ em là cái ngày mà em hỏi vợ em là bạn gái á thì em sẽ cho vợ em đi cái quả cầu countdown đó. Thì em cũng thực hiện đúng lời hứa là lúc đó tụi em quen với nhau là hồi tháng 8. Xong rồi tụi em đi countdown ở trên thành phố New York á là tháng 12, thì là 4 tháng sau là tụi em đi. Dạ, là khoảng 4 tháng. Hôm đó là tỏ lời yêu nhau luôn đó, đúng không? Có làm bạn gái em hay là bạn gái anh nghe hay như thế nào, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bữa đó lãng mạn không bé? Rồi lý do tại sao em lại chấp nhận cái lời tỏ tình của ảnh? Nói thật nghe nó rất là lãng mạn, nhưng mà bữa đó nó hơi bị lãng xẹt. Tại vì mình tưởng tượng là nó rất là cái gì đó mà long lanh lấp lánh khi mà mình đếm ngược New Year rồi ở New York. Nhưng mà lúc đó lạnh rung lạnh teo, mà người thì đông đúc, phải hai vợ chồng phải chui vô cái quán cà phê đứng đó, xong rồi nhìn cái banh nó chạy tới chạy lui. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà em rất là vui, tại vì lúc đó là em mới thấy được cái sự chân thành của ảnh. Tại vì lúc đó em nghe hoàn cảnh của ảnh không phải là khá giả hay cái gì đó, nhưng mà ảnh giống như là ảnh có ít nhưng mà ảnh có thể chấp nhận cho em tất cả. Tức là sinh viên du học sinh bên bển mà đưa được bạn gái đi New York là cũng cả vấn đề. Đúng rồi, tại vì phải bay máy bay đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đó, máy bay bên Mỹ mà trong nội địa không hề rẻ nha em. Có những nơi ví dụ như mình đi, ví dụ như anh đi từ Cali em qua bên Houston hoặc Texas á, là cái số tiền á là nó cũng bằng em gần như là từ Việt Nam bay qua Mỹ á. Ôi cao dữ vậy hả? Thiệt, nếu mà em đi đúng không cưng? Tùy thời điểm nhiều khi là mắc như vậy luôn đó. Tùy thời điểm đó, cho nên là thời điểm Tết á em ta đi chơi nhiều đó. Vậy? Mà du học sinh mà có tiền đưa bạn gái chịu đi chơi nè, chịu chơi lãng mạn. Mình phải suy nghĩ chứ.
Không, em phải chịu chơi lắm mới làm được điều đó. Anh nói là anh dành dụm hết cái tiết kiệm của ảnh để anh đưa em đi lúc đó. Không bao giờ đủ hết trơn. Ví dụ học sinh đi học sao ở đâu ra tiền tiết kiệm. Nhiều khi em lúc đó là em đã vừa đi học vừa đi làm rồi hả? Ờ dạ không, em không có đi làm. Không có đi làm, đi học thôi. Dạ đi học thôi. Là tiền ba mẹ bên này gửi qua. Dạ. Ồ. Oh. Dạ. Thì nói chung thì hồi đó là gia đình em là đó giờ là kinh doanh rồi. Dạ. Thì tại vì cái từ mà nói là mình làm công nhân á là dạy không biết tiếng Anh. Dạ thôi, anh cứ đính chính hoài anh bạn. Dạ. Thời điểm đó là... ba mẹ biết chắc ba mẹ cũng buồn thôi. nhưng mà chị hỏi nè. Em á thực sự á chị nghĩ á mặc dù em cho em chị chưa có biết nhiều về em. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ là thứ nhất em là cái người mà rất là hiếu học á, tức là em thích học, ở thời gian của em không có để phí hoài trong những cái chuyện gọi là không đáng để cho em phải quan tâm á. Dạ. Thì tại sao mà em có thể gọi là rất là gentleman trong một cái kiểu mà của gọi là những gã lãng tử đó em không? Cái kiểu mà có thể mình có thể nghĩ ra được những cái mà gọi là rất là bad boy vậy ta, sao lạ vậy ta, không có, chị nói nghiêm túc đó. Tại vì thường những cái bạn, tại vì chị gặp rất nhiều cặp vợ chồng á. Dạ. Thì những cái bạn mà học giỏi ha, nghĩ đến việc học thôi á, là thường các bạn rất là khờ trong cái chuyện tình cảm. Yeah. Mà thường là bị con gái cua không à. Tức là bà vợ sẽ cua cái ông chồng đó, chứ còn ông chồng nó là không có chiến lược gì để cua. Em thấy bạn này cũng khá là tinh tế đó nha. Thì bởi vậy chị mới nói là, yeah, là sao vậy, em học trong phim ảnh hay là cha truyền lại hay là như thế nào? Chắc là cha truyền con nối đó chị. Cha truyền con nối. Chắc là cha truyền con nối đó chị. Ba cũng đẳng cấp dữ ha. Đó cho nên cái cách thức của em nó rất là, nó rất là sao chị không biết nói thì sao luôn. Em cảm giác đã tìm được cái tình yêu của mình rồi, là bằng mọi cách bạn đó phải giữ lấy nó, là phải bắt đầu lên chiến lược giống như nãy giờ em nói, phải đi từng bước một và rất là chịu chơi. Yeah. Thiệt chứ bộ, rất là chịu chơi luôn á, chứ không có đơn giản đâu. Ừ. Không phải em là những lúc như vậy về có bị cảm giác bị sót không? Sót tiền á, ngày mai mình phải không, ăn thì tối. Mình phải coi như là một cái đầu tư đi anh. À. Đầu tư có lãi. Ừ, bây giờ lại lớn quá rồi. Lại quá lớn rồi. Chứ đi New York ở cái thời điểm đó nó rất là phức tạp luôn á. Chị nói thiệt, với một cái người mà chúng là học không, sinh mà mình đang cái nước Mỹ nó rộng khủng khiếp, nó rộng lớn lắm luôn á. Dạ. Mà đi New York, chị nói thiệt với em mà nhất là cái thời điểm mà năm giao thừa đó là một biển người như vậy ha. Dạ, rồi máy bay, rồi cái đi máy bay bên đó, hoặc là em đi tàu. Ba mẹ gánh còng lưng. Mà bạn này bạn hay thiệt đó, công nhận á ha. Dạ. Rồi sau đó là 4 tháng là quen, là coi như người ấy đã nhận lời yêu của em. Dạ, khoảng 4 tháng là người ấy, là bắt đầu bạn làm bạn trai bạn gái chị Hồng Mân. Ừ, rồi dạ. Sau đó em có đến no hold đâu. Dạ. Em hỏi hung luôn hả? Hỏi luôn đi chị. Tôi trả lời anh luôn đi. No hold đầu mà hai bạn trao cho nhau á là trong một cái hoàn cảnh, một cái tình huống như thế nào? Dạ, sau thời gian là bao lâu sau cái chuyến? Sau khoảng thời gian bao lâu nữa? Hay là ngay bữa đó luôn? Câu này chắc giờ em trả lời đi ha. Tại anh quên hả? Thì nói chung là tụi em chắc nụ hôn đầu là chắc ở trên New York rồi, là lúc mà tỏ tình là bạn trai bạn gái rồi. Dạ. Ngay quán cà phê mà nhìn chứ anh chạy qua chạy lại quá. Tại bên đó chuyện nó bình thường đúng không cơ? Dạ, rất là cảm bình thường. Cảm xúc nó dâng lên tới đâu thì mình mừng tới đó thôi. Nhưng mà chị hỏi nè, sau hôm đi về em có đến em gặp gia đình bạn gái để em đặt vấn đề không? À, thật sự mà không nói là trước khi mà rủ vợ em đi New York á, là em và ngay cả bố. Ba em luôn, là bố luôn, là cũng qua nhà bạn gái để hỏi gia đình của bạn gái để cho bạn gái được đi New York chung với em. À, ủa, có bố ở bên đó nữa hả? Vậy là không? Có là thời ba của bố em bay qua sao dạng du lịch. À. Để đầu tiên là em có một đứa em trai nữa, thì là ba của em đi qua để thăm trường của em trai của em. À. Đồng thời là cũng gặp bạn gái em rồi vợ em. Đồng thời cũng gặp vợ em rồi sau đó thích vợ em. Xong rồi em mới nói với ba là con dự định đi với lại vợ con là lúc đó là đi New York, thì là không biết là mà lúc đó thì nhà của vợ em thì cũng hơi khó. Bởi vậy thì ba em với lại em qua nhà ba vợ em để hỏi đi chơi New York. Giỏi nè. Em ở Việt Nam là em ở Sài Gòn hay là em ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Em ở Sài Gòn đúng không? Yeah. Coi như câu hỏi hồi nãy là chị không hỏi nữa nha. Yeah. Hỏi làm cách nào mà em có thể là gọi là có những cái chiến lược này kia nọ là coi như chị không hỏi nữa. Yeah. Tại sao vậy chị? Chị biết rồi, ba chỉ. Ba chỉ ba đó. Chỉ. Ta chị còn nói đó. Coi như là sau khi câu chuyện như sau. Khi mà bắt đầu quen với cô gái này rồi á thì sẽ khoe với ba.
ba ơi con quen bé này xinh quá ba ơi, ABCD này kia nọ. Dạ. Cái đưa hình cho ba coi, cái ba nói trời nhỏ này dễ thương quá, đang học gì con, học dược. Trời ơi bé này vậy là học giỏi dữ lắm nè, đó con gái mà vừa đẹp vừa học giỏi vậy là trời ba ưng ghê rồi, hai đứa yêu nhau chưa nữa. Dạ con đem tìm hiểu, bạn cũng có vẻ chịu con rồi đó. Nói ồ vậy đó hả, trời ơi vậy là ba thấy được đó, ba ủng hộ đó. Nói ba mà giờ nói là ước mơ đi New York đó ba, vậy sao? Trời ơi thì cho đi chứ làm tiền sao là con. Con phải đưa bạn đi chứ làm sao, trời ơi mà giờ đưa làm sao giờ ba, trời gia đình bạn khó lắm, để đó cho ba. Ba quay qua, ba bay qua, thế là ba chỉ dẫn đường đi nước bước. Là đầu tiên là mình phải tới nhà mình đặt vấn đề đàng hoàng, đúng không, chứ em đâu biết gì đâu ba chỉ. Rồi. Dạ đúng rồi. Chính cảm ơn ba. Ba hay quá à, ba quá hay luôn. Chính xác. Chính xác không? Quan này chính xác chị Hồng Vân. Bản như sao đó em thấy. Ủa sao chị biết gì giống trong gia đình của ba? Thì đó, công nhận em còn nói đúng không? Đúng rồi. Chị Hồng Vân. Bởi vì những hay cái quá. Bạn mà học giỏi á và bạn ấy tập trung bạn học á là bạn không có, bạn không nghĩ ra những cái mà rất hết sức là đột phá vậy đâu. Chị nói thiệt. Thôi, chúc mừng các bạn. Có một người ba quá là tâm lý luôn. Trời ơi. Vậy bây giờ cuộc sống của ba mẹ là ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình hay là qua bên kia luôn rồi? Ờ, có mẹ em thì ở bên Mỹ, còn ba em thì vẫn còn ở Việt Nam, tại vì vẫn còn bận công việc kinh doanh ở Việt Nam nên vẫn còn ở Việt Nam. À. Dạ. Tại vì ba bây giờ cũng phải điều hành cái công ty sắp sửa. Bây giờ. Rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Ờ, hôm nay trả lời đi ha. Nghĩa là gần một năm. À... chưa được một năm đúng không? Chưa được một năm. Chưa lúc một năm đó là em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Em 19 tuổi. Ba mẹ bên đó chấp nhận luôn. Lúc đầu á là lúc đầu á là mẹ em nói tội nghiệp du học sinh, mẹ em mới nói là chắc con suy nghĩ hỗ trợ Thịnh lúc đó là có thể là làm giấy tờ hay gì đó. Thì em nghĩ là em muốn, lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ, thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Ừ. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xui thích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là cưới luôn đó. Ừ. Ừ. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Ờ, từ năm 2014 chị. Là cũng gần khoảng 9 năm. Năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Bé hôm nay là 28 hay 9 tuổi. Oh. Vợ em cưới là lúc 19 tuổi. À, 19 tuổi. Sorry, tại vì nó còn đang học. Còn đang học, cái chị cứ nghĩ là như đại học của mình đây là cũng hăm mấy thôi. Ai vậy, nó học dược em ơi. Học dược lâu lắm. 28 hồi nãy. Học dược là đúng là dược với bác sĩ ở bên đó học cả gần chục năm chứ hả? Dạ. 7 năm. Nhưng mà rồi học hơn nữa là còn phải. Dạ. Wow. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? À, dạ hai bé. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé Bi rồi, cái việc chăm sóc con lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. À, đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Ừ. Thì có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh. Dạ, xa rồi. Chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng dạ. Không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời cái tâm lý đó. Đó, đó, bà ngoại đó. Tiền ngoại. Thì không đủ, không có nhiêu trơn, cứ đi mừng vợ chồng son này kia nọ đó, gom tiền mua vé máy bay. Bay qua bển. Xong rồi đến ngày quay lại phải bay về để mà quay. Rồi gom tiền vui để bay qua bển nữa. Nhưng mà vui không? Vui, vui mà mệt, vui mà mệt chứ. Mệt lắm luôn, buồn ngủ lắm luôn. Ừ. Rồi coi như là nhiều khi là giống như thành con bà luôn á, nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng. Ừ. Cháu ngoại của chị cũng vậy, nó theo chị dữ lắm. Dạ theo chị nhiều lắm. Rồi những đứa sau thì sao? À, đứa sau là em cũng gián đoạn học khoảng một năm hơn để sinh bé sau. Lúc đó thì là đứa sau thì là bố chồng thúc. Ừ. Bố chồng thúc, bố nói là bố sợ em đi học dược thì em sẽ không muốn sinh nữa. Ừ. Tại vì sau khi đi học sẽ muốn đi làm. Thì bố mới nói thôi con ráng sinh thêm một bé nữa rồi nghỉ rồi để đi làm lo sự nghiệp luôn. Ừ. Thì lúc đó là em nghĩ cái thời điểm Covid đó chị, là em nghĩ khoảng một năm hơn sinh bé sau rồi sau đó em mới trở lại học tiếp. Ừ. Là vô trường dược. Quá bé này ý chí. Ừ. Nhưng mà cuối cùng là ba đứa đúng không? Hai. Dạ hai. Hai, hai em. Dạ. Ô vậy là ngon rồi. Con xí ngầu nó sanh con đứa, nó không chịu sanh đứa nữa em ơi. Chưa nói mấy được bé đâu này chị. Mà quá tại vì, được. Tại vì chị biết sao không? Quá cực. Cực lắm. Thật sự là quá cực. Ở Mỹ quá cực. Cực lắm. Cực lắm anh. Cực kỳ cực. Mà đặc biệt là khi mà anh đang còn mà đi làm nữa. Đi học với đi làm nữa. Và nó là rất rất là cực. Bữa đó mình có vú có này nọ rồi. Em tìm được một người chăm em bé không phải đơn giản. Em mà mướn người Mỹ á, thì tiền muôn bạc vạn luôn. Dạ. Mà người ta chỉ làm giờ thôi. Còn em mà tìm được một người Việt Nam để mà chăm con của mình là giống như em trúng số vậy luôn. Trúng số màn xí ngầu nhà chị trúng số mới ghê chứ. Đúng rồi. Wow. Kiếm được một cái chị người Việt Nam. Trời ơi.
mà ưng ý mà biết điều biết chuyện nữa khó khăn lắm chị ha. Ừ. Yeah. À, trời ơi, thôi chúc mừng hai đứa ha. Bây giờ là bé được mấy tuổi rồi? Bé lớn là 7 tuổi, bé nhỏ là 3 tuổi. Trời ơi. Trai gái đầy đủ hay sao em? Dạ. Yeah. Wow, một trai một chúc gái. Mừng. Trời ơi, vậy là khi mà học xong một cái là cứ lo đi làm thôi, yên tâm đi làm. Thu tiền thôi. Bắt đầu là make money thôi. Hay quá trời hay. Hai đứa này giỏi dữ ta. Thiệt luôn á. Không, nhưng mà phải nói là ba mẹ em là quá tuyệt vời luôn, chị nói thiệt luôn. Dạ. Vừa tâm lý vừa giỏi nữa chứ, ba là giỏi dữ lắm đây nè. Dạ. À, giờ này, nãy giờ rất thấy. Rất may á là em biết không? Ba lại có em là hai anh em trai à? Nhà em là ba anh em trai chị. Ba anh em trai. Dạ. Rồi hai đứa kia đi học chưa? Dạ, anh của em là cũng đang đi làm, còn chỉ có một đứa em út là đang đi học thôi chị, đang học đại học bên bển. Đang học. Anh em đi làm là cũng ở bển luôn. Dạ, bển luôn anh. Mà đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng siêng năng giống như là em đúng không? Chị ba làm công nhân đó. Mà ba đứa đi qua bên bển hết. Ừ. Đúng không? Đứa nào cũng siêng năng giỏi giang vậy là hay quá trời luôn. Rồi thôi. Em ba làm công nhân ở đâu mà chị anh chứ. Ta giỡn mà cứ chọc người ta hoài. Trời ơi. Thôi chúc mừng cặp vợ chồng tụi em. Thực sự nếu mà sống vậy chắc hai đứa không nào có điểm xấu đâu ha. Không. Em là qua chương nhì đó. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó, cưng vợ trang sách nè. Dạ. Chương thứ hai. Chắc anh này nói trước đi chứ. Thật sự mà nói thì vợ em thì nói chung thì không có gì điểm xấu gì hết. Thật sự là rất là một người rất là tâm lý. Hỗ trợ em hết mình trong mọi chuyện, lúc mà em còn đi học hay là lúc mà em đi làm. Tại vì hồi đó lúc mà em đi học trường luật á, thì thật sự mà nói là em qua Mỹ lúc em cũng 19-20 tuổi. Thì lúc đó là tiếng Anh của mình không có giỏi, mà mình đi học luật sư nữa. Thì có một lúc mà em học kỳ đầu tiên ở trường luật á, có một ông thầy giáo sư á, thì ổng cũng lúc mà bài kiểm tra của em không tốt, xong rồi ổng kêu em ra nói thẳng là gì đó, ổng nghĩ á, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi. Ừ, ổng nghĩ là em nên đổi ngành đi, em không có phù hợp với lại làm nghề luật sư đâu. Ừ. Thật sự luôn. Lúc đó mình cũng buồn, xong rồi mình về mình hỏi vợ mình nói tại vì thật sự mà nói thì ổng nó cũng có cái đúng, tại vì học luật nó rất là khó, ngay cả mà những người bản xứ đi, tiếng Anh của người ta là người ta đã đó rồi, còn mình thì mình chỉ là mới qua thôi. Tiếng Anh của mình lúc đó thì cũng chữ được chữ không, mà cũng may mắn là mình đi học luật sư thì cũng thật sự là may mắn. Rồi thì cái ông luật sư đó về, ông nói vậy, xong rồi em cũng buồn, em hỏi vợ em, xong rồi vợ em mới nói tin tưởng em là em làm được, rồi em cố gắng. Thì mình cũng học ra được luật sư, thì cũng làm được tới giờ. Thì phải công nhận là vợ em hỗ trợ em rất là nhiều mọi thứ, từ con cái, tại vì trước giờ là em rất là khi nào mà phải đụng tay vào chăm con, thật sự mà nói luôn. Mà luật sư mà sao lạc đề kỳ vậy ta? Luật sư mà lạc đề đó. Cái chương 2 là chương kể xấu. Ủa vậy hả? Chương 2 là chương kể những điều chưa hài lòng về người bạn đời của mình, mà nói toàn những là lời tốt. Khen mà lời khen quá là có cánh, hai ba cánh một lúc chắc luôn á. Vợ em thật sự mà nói thì chắc chắn em là luật sư, chắc chắn em là người thông minh, là em phải biết chọn vợ rồi. Cái người đó là ngay từ đầu là em đã có những cái câu hỏi, có những câu thử thách mà về học hành để em biết được là cái người đó có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Là ngon rồi, là chị biết vợ em rất là ok rồi đó. Dạ. Và những điểm tốt thì mình sẽ giữ đó, mình bảo lưu. Còn bây giờ những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Thật sự mà nói thì có nhõng nhẽo hay không nè, có ghen hay không nè? Không, nói chung là vợ em không ghen, không nhõng nhẽo, nói chung không gì hết. Có trẻ con không? Cũng đôi lúc thì cũng có, nhưng mà cũng không thường xuyên lắm, tại vì vợ em nó là một người rất là tinh tế. Nếu mà nói về điểm mà em không thích thì nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Chưa biết chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều. Em mong muốn như thế nào mà như em mới gọi là chiều? Muốn gì dạ, câu hỏi này hơi khó ha. Ủa, thì đúng không? Phải trả lời thì mình mới biết được là giờ anh muốn cái gì đúng không cưng? Dạ. Chắc chắn những cái mà chưa chiều em thì em cũng sẽ buồn, sẽ nhớ chứ đúng không? Thì bây giờ em kể thí dụ đó là những chuyện gì trong quá trình hai vợ chồng sống với nhau? Làm sao mà đoán ý nhau được? Bây giờ mình muốn gì mình phải nói Honey ơi, anh muốn về nè, em cố gắng chiều anh nghe. Ví dụ vậy. Hay là muốn có con thứ ba, thứ tư, thứ năm? Không có anh. Cứ đem mình ra nói hoài, cứ đem mình ra gác với người ta hoài. Em bậy quá. Ví dụ hả? Chiều chồng thì nói chung là chỉ là, thì đôi lúc là cái chương trình dược á, nó hơi căng thẳng đó, căng thẳng. Mà em cũng bận quá,
thì đôi lúc thì vợ em thì cũng thí dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê, buổi sáng là pha cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà, sáng là cà phê, thì nhiều lúc vợ em bận quá thì cũng nói chung thì quên đi. Ví dụ buổi sáng cà phê thì mình cũng nhưng mà em cũng hiểu, không phải là em chê trách gì, giống như từ đầu mới nói là em không có chê trách gì vợ em hết, nhưng mà chỉ là đôi lúc thì ba em bận quá thì em cũng hiểu. Thì chỉ mong nhưng mà là em vẫn về con tim cũng như là về thể chất mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình, đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng không? Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha trời ơi, nó đã lắm luôn đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào đúng không? Chỉ em? Vậy thôi. Dạ. Thật sự là chỉ em vậy chỉ có duy nhất một điều đó hay thôi đúng không? Vậy thôi. Tại vì á thực ra chị đi qua chị làm bà ngoại bển á, chị hiểu. Mệt lắm em. Ở bển á. Dạ. Cái gì mình phải tự làm hết á. Mà bây giờ cái quỹ thời gian nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Em ở Việt Nam, em ở Mỹ, ở bất kỳ đâu nó cũng chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. Yeah. Thành ra là nhiều khi mình rất mong làm tất cả những điều tốt nhất cho chồng mình, cho con mình. Nhưng mà đôi khi mình làm không nổi. Tức là lực bất tòng tâm đó, cái đó chị nói thiệt luôn. Giống như ông xã chị cũng vậy. Cái ly cà phê mà chị pha, ông uống phải nói là không còn một giọt. Kiểu gì ông cũng uống, gần hết mà ông tới uống, ông còn đổ thêm nước vô để ông uống nữa. Ông thích như vậy đó. Chị hiểu được tất cả những điều đó, em cũng hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà nhiều khi mình quá đuối, mình làm không nổi, thật sự. Dạ. Đuối về thể chất á, dạ, chịu không nổi. Thì theo chị bây giờ để điều tiết á, dạ, thì như vậy đi. Dạ. Một tuần á, em cho cái ngày thứ bảy chủ nhật, sáng thứ bảy sáng chủ nhật em pha giùm cho 2 ly cà phê. Sáng thứ bảy 1 ly, sáng chủ nhật 1 ly cà phê phin đó cưng. Dạ. Đó. Rồi á, ráng cho chồng ly cà phê với kèm với một cái gì đó để ăn sáng, ví dụ vậy. Dạ. Đó, đó để cho chồng sung sướng. Thì dạ, thôi, nhưng mà chồng cũng phải chấp nhận là tuần buổi hai buổi thôi, cái ngày nghỉ thôi, chứ mỗi ngày là chịu không có nổi đâu. Dạ. Không, bạn cũng hiểu được cái đó. Dạ, dạ, em nhưng mà cảm giác vẫn thèm, nhưng mà vẫn ước ao. Dạ, đúng thì rồi, bởi vậy cho nên mình hiểu cái điều đó, thì mình cố gắng mình cho chồng mình hai điều ước ao trong tuần đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng ngược lại là vợ cũng ước ao kiểu đó đó. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá tại vì em có một bụng. Tật xấu của em chắc là cả giống như là chị biết tấu chương không? Ừ. Cứ nói vậy em có một bụng. Nó như một thớ vậy. Đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Em nói giỡn chứ thật sự mà nói là ảnh chỉ có hai cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng. Thứ hai là ghen. Ghen. Ừ. Ví dụ ghen coi. Nó ở bên Mỹ cũng khó có cơ hội ghen lắm ạ. À. Tại vì nhà ai nấy ở em ơi. Thiệt cũng giao lưu hàng xóm nữa. Thành ra ghen là ghen làm sao? Mà nó lãng xẹt lắm chị. Ừ. Giống như thí dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn nhẹ nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em. Lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị, em biểu cảm mọi thứ. Thì lúc trước thì em kiểu như ô trời ơi, ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó hát hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì bắt đầu thay đổi rồi, em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá, anh giỏi hơn vậy mà. Kiểu vậy. Bây giờ thì sao? Bây giờ trước đây là vậy, bây giờ em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn vậy thôi đúng không? Chứ không phải là ghen một cách gì quá đáng hết. Tại vì em là ngôi sao, em đâu có hiểu được. Em đâu có hiểu được cái tâm lý của cái người đàn ông. Mà không phải là em nói nè, tại vì người ta là một ngôi sao bên ngành gọi là về luật pháp đi, một cái ngành mà không liên quan đến nghệ thuật đi đúng không? Thì là người ta giỏi trong lĩnh vực đó là khi nào người ta làm việc với thân chủ xong, người ta nói ồ, cái ông luật sư đó giỏi quá, trẻ tuổi mà giỏi quá, thì chỉ có một hai người hoặc đại gia đình của thân chủ đó biết thôi. Còn bây giờ một ngôi sao như thế thì bao nhiêu người biết đúng không? Đúng không? Dạ. Trong khi đó người ta giỏi cũng đâu có, tức là người ta cũng là một ngôi sao trong một lĩnh vực, mà tại sao vợ mỗi lần gặp chồng không, ôi chồng ơi chồng giỏi quá, chồng này kia nọ, mà chỉ có khen người khác, tự ái chứ đúng không em? Giống vậy đó chị. Đúng không? Phải tự ái. Đó, cái tâm lý là như vậy.